Bioderma lên tiếng về việc sản phẩm bị thu hồi. Hãng khẳng định các công ty được nêu trong văn bản yêu cầu thu hồi của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế không được phép phân phối các sản phẩm Bioderma chính thức tại Việt Nam. Ngày 28 tháng 12, Bioderma Việt Nam chính thức phản hồi sau khi Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ra thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Bioderma do công ty Thành Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp phân phối ra thị trường. Theo đó, hãng khẳng định hai công ty này không được phép phân phối các sản phẩm Bioderma chính thức tại Việt Nam. Bioderma chỉ có một nhà phân phối độc quyền, hợp pháp chính thức tại Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn Mintake. Tất cả sản phẩm Bioderma do công ty Mintake phân phối tại Việt Nam vẫn đang được lưu hành hợp pháp, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, thương hiệu nhấn mạnh. Cũng trong thông báo chính thức, Bioderma cung cấp danh sách các nhà phân phối chính thức và thông tin gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki để người tiêu dùng tham khảo. Bioderma khuyến nghị người tiêu dùng phân biệt hàng chính hãng thông qua tem, nhãn phụ của Mintake có đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt và mã QR xác thực nguồn gốc sản phẩm. Trước đó, trong văn bản thông báo, Cục Quản lý Dược cho hay, các sản phẩm bị thu hồi do hai công ty nói trên không trung thực về tài liệu giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Bioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm chăm sóc da từ Pháp được thành lập từ những năm 1970. Tại Việt Nam, mọi hoạt động bán hàng và marketing sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn Mintake chịu trách nhiệm.